Đây là clip mở hộp đèn flash mới nhất của Sony HVL-F60M. Đây là đầu chuyển từ chân cắm cũ sang chân cắm mới của Sony. Đây là kính lọc cho chế độ video. Đây là miếng tản sáng. Sách hướng dẫn. Sách rất là dài. Đèn flash được để trong một cái bịch. Đây là cái đế để đèn flash. Flash.